Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế xã hội hiện nay, lĩnh vực khoa học và công nghệ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, ngành công nghệ điện tử và truyền thông được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng và coi đó như là một yếu tố then chốt để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện được điều đó, thì việc bồi dưỡng, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ điện tử và truyền thông được xác định là then chốt. Trước những đòi hỏi của thực tế, cùng với tầm nhìn chiến lược và sứ mạng trong sự nghiệp giáo dục của mình, năm 2003, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã thành lập khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông. Đây là một bước phát triển mới của nhà trường, góp phần cùng các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên khẳng định vị thế là một trong ba trung tâm đào tạo lớn nhất cả nước, là trung tâm đào tạo uy tín của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Sau hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ trên thế giới, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông luôn xác định phương châm đón đầu công nghệ để lĩnh hội nhằm đổi mới trong giảng dạy, đáp ứng ngày một tốt hơn cho nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và vùng Trung du miền núi phía Bắc nói chung. Để thực hiện mục tiêu đó, nhà trường cùng ban chủ nhiệm khoa đã luôn quan tâm chăm lo tới chất lượng cán bộ giảng viên trong khoa. Cho tới thời điểm hiện tại, số lượng cán bộ giảng viên trong khoa gồm 68 giảng viên với trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 2 phó giáo sư, 6 tiến sĩ và 6 nghiên cứu sinh. Đây là đội ngũ giảng viên có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy cũng như lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Với sự năng động, lòng nhiệt huyết yêu nghề của mình, những thầy cô giáo trong khoa vẫn từng ngày từng giờ truyền nhiệt huyết cho các thế hệ sinh viên, tạo môi trường học tập chủ động, sáng tạo và thân thiện. Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã xây dựng một hệ thống các phòng thực hành thí nghiệm với đầy đủ các trang thiết bị cho các môn học cơ sở và chuyên ngành. Các phòng thực hành hiện có gồm phòng thực hành kỹ thuật chuyên đề điện tử viễn thông, phòng thực hành thí nghiệm vi điện tử, phòng thực hành thí nghiệm viễn thông cơ sở, phòng thực hành thí nghiệm điện tử và kỹ thuật số 1, phòng thực hành thí nghiệm điện tử và kỹ thuật số 2, phòng thực hành thí nghiệm đo lường và điều khiển bằng máy tính. Hiện tại, nhằm tiếp tục củng cố và phát triển, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đang xây dựng thêm 3 phòng thực hành mới về hệ thống nhúng và điện tử y sinh với trang thiết bị hiện đại, đảm bảo cho sinh viên ra trường có kiến thức thực tế vững vàng, đáp ứng được những yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Về đào tạo, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đang đào tạo 4 chuyên ngành, gồm ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, ngành kỹ thuật y sinh. Trong đó, ngành công nghệ điện tử và truyền thông đào tạo kỹ sư thiết kế, chế tạo vi mạch, thiết bị điện tử, viễn thông, kỹ sư thiết kế, xây dựng, triển khai hệ thống mạng viễn thông, các hệ thống phát thanh, truyền hình, kỹ sư thiết kế và lập trình trên điện thoại di động, cán bộ quản lý kinh tế, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh các dịch vụ, sản phẩm, thiết bị viễn thông. Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính đào tạo kỹ sư lập trình, thiết kế các hệ thống nhúng trong các thiết bị gia dụng, công nghiệp. Kỹ sư thiết kế, chế tạo máy tính và linh kiện máy tính. Kỹ sư quản lý, vận hành hệ thống trong công nghiệp. Ngành kỹ thuật y sinh đào tạo kỹ sư thiết kế, chế tạo thiết bị y tế. Kỹ sư y sinh làm việc tại các tập đoàn kinh doanh thiết bị y tế. Kỹ sư, kỹ thuật viên, phụ trách về thiết bị y tế công nghệ cao. Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử đào tạo, kỹ sư điện dân dụng, điện công trình. Kỹ sư vận hành dây chuyền trong công nghệ sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử, điện tự động. Kỹ sư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống điện, điện tử, điện tự động. Đặc biệt, ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tại khoa đang đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ để đào tạo chuyên ngành điện tử ô tô, một lĩnh vực đào tạo mới mẻ tại Việt Nam nhưng có nhu cầu xã hội cao. Trong hoạt động đào tạo của mình, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông luôn định hướng phát triển theo tiêu chí. Định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, đào tạo gắn kết với thực tập tại doanh nghiệp và các hoạt động thực tế để sinh viên ra trường đáp ứng được các yêu cầu về kỹ năng làm việc. Hàng năm, sinh viên Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông được tổ chức tham quan, thực tập tại những cơ quan doanh nghiệp lớn tại Thái Nguyên, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đặc biệt trong những năm gần đây, Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã hợp tác chặt chẽ với Viện Hồng Hà Trung Quốc để sinh viên được thực tập, thực hành với những trang thiết bị hiện đại, tiên tiến tại học viện này. Kết quả, trong các đợt thực tập tại Học viện Hồng Hà Trung Quốc,
sinh viên khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã thu hoạch được những kiến thức mới, bổ ích và được đánh giá cao về năng lực học tập, kỹ năng nghiên cứu. Trong những năm tới, khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông sẽ tiếp tục phát triển những mô hình hợp tác đào tạo trong và ngoài nước nhằm mục đích trang bị cho sinh viên ra trường một lượng kiến thức vững chắc về chuyên môn, bắt kịp với kiến thức ngoài xã hội và đáp ứng được các yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước. Hoạt động nghiên cứu khoa học tại khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông cũng là một trong những hoạt động được lãnh đạo khoa ưu tiên hàng đầu. Đây là hoạt động nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu, sáng tạo của các giảng viên và sinh viên. Trong năm học vừa qua, sinh viên khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông đã tham gia vào nhiều nhóm nghiên cứu khoa học như nhóm nghiên cứu lõi vi điều khiển 32-bit STM, nhóm nghiên cứu các sản phẩm của công ty Texas Instruments, đặc biệt trong dự án VLIR của Bỉ. Hợp tác tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã thu hút được đông đảo sinh viên tham gia và xây dựng nên những sản phẩm hết sức ấn tượng. Một số kết quả điển hình của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại khoa như đạt giải nhất khi tham gia triển lãm sản phẩm sáng tạo khoa học sinh viên và cán bộ giảng dạy trẻ Đại học Thái Nguyên. Đạt giải nhì của kỳ thiết kế vi điều khiển MCU của Texas Instruments, khu vực miền Bắc và tham gia vòng chung kết toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Song hành với chất lượng đào tạo về kiến thức trên lớp, hoạt động đoàn thể khoa đặc biệt quan tâm chú trọng bởi khoa luôn xác định sự trưởng thành của mỗi sinh viên sau khi ra trường cần hội tụ đủ cả kiến thức và kỹ năng mềm trong cuộc sống. Với suy nghĩ đó, khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông cũng đã tổ chức thành công nhiều cuộc thi, hội thi dành cho sinh viên, trong đó phải kể đến cuộc thi thiết kế mô hình ô tô, máy bay, cano, hội thi tiếng hát học sinh sinh viên, cuộc thi làm phim ngắn hay giải bóng đá nam nữ khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông. Đây là những hoạt động giúp sinh viên thêm năng động và phát huy đầy đủ những phẩm chất cần thiết của một sinh viên thời đại mới. Trong những năm tới, với tinh thần lấy người học làm trung tâm, đào tạo gắn liền với thực tiễn, khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông sẽ tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đầu tư xây dựng thêm các hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để góp phần phục vụ quá trình phát triển kinh tế và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.